Nếu như các bạn đọc tiêu đề thì các bạn đang nghĩ điều gì? Có phải là tất cả các học sinh sẽ được thay thế những cái ba lô nặng trĩu của mình bằng những cái chiếc iPad? Đây là viễn cảnh của các bộ phim khoa học viễn tưởng. Và với iPad hay là nhiều dòng sản phẩm máy tính bảng khác thì điều này đang diễn ra tại Việt Nam. Có nghĩa là các thầy cô và các em học sinh cũng sẽ sử dụng iPad trong quá trình học tập. Chính xác, dòng tiêu đề phía bên dưới nó hoàn toàn không bịp và không phải là giật tít một chút nào. Tuy nhiên, mình muốn đặt ra một câu hỏi với các bạn rằng liệu rằng nó có thể được phổ cập ở trên toàn quốc gia chúng ta hay không? Hãy cùng làm rõ hơn trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relax. Trước khi bắt đầu video này để đỡ hiểu nhầm nha, thì mình muốn nhắc lại một điều, đó là sách vở thì không thể nào có thể thay thế được bằng những dòng sản phẩm máy tính bảng hay là iPad. Ở nội hàm video này thì chúng ta chỉ nói về một việc thôi, đó là hiện tại iPad đang tham gia vào quá trình học tập và giảng dạy của các em học sinh và các thầy cô như thế nào thôi. Và cá nhân mình cũng cảm thấy rất là bất ngờ khi trong tuần vừa rồi mình có tham gia buổi tham quan của một ngôi trường mà ở đây 100% các em học sinh được sử dụng iPad các bạn ạ. Cái ngôi trường mà mình đến thăm mang tên là Victoria Saigon South School ở thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là một trường đối tác của Apple. Ở trong hội nghị này thì có 4 đối tượng chính sẽ tham gia. Thứ nhất là các thầy cô ở trên nhiều trường khác nhau chứ không phải ở mỗi cái trường Khải Hoàn Nam Sài Gòn này. Thứ hai đó chính là những người đến từ Apple. Thứ ba đó là những đại lý phân phối những dòng sản phẩm của Apple. Và thứ tư, lâu đó chỉ khoảng 4-5 người thôi, bao gồm mình này, anh Duy Luân này, anh Tuấn Lê đến từ Genka này. Ở trong cái hội nghị này thì Apple họ muốn giới thiệu thêm về cái cách mà họ đang làm với cái thị trường máy tính bảng của chúng ta ở trong lĩnh vực là giáo dục. Ở đây thì họ giới thiệu về hai chương trình của mình. Thứ nhất là Apple iPad for Learning. Đây là một chương trình mà các trường đối tác của Apple tạo cơ hội cho các thầy cô và các em học sinh có thể được sử dụng những dòng sản phẩm iPad trong quá trình học tập. Chương trình thứ hai là Apple Teacher, để dành cho các thầy cô, nó giống như là một loại chứng chỉ các bạn. Sau khi mà hoàn thành cái chứng chỉ này rồi thì nó sẽ công nhận được rằng là các thầy cô có đủ kỹ năng để có thể truyền tải bài giảng thông qua những chiếc iPad hoặc là thông qua những dòng sản phẩm đến từ Apple. Làm thế nào để đạt được cả hai chương trình trên thì Apple đã chính thức giới thiệu ở Việt Nam trong tuần vừa rồi. Đó chính là một cộng đồng giáo dục ở Việt Nam mang tên là Education Community. Và chính thức thì cái cộng đồng này đã có hỗ trợ bằng tiếng Việt. Nó thể hiện một cái mong muốn của Apple là họ đang đi vào thị trường Việt Nam thông qua cái ngách giáo dục. Và trong hội nghị này thì Apple cũng đã có dùng nguyên một cái phòng gym, tạo ra rất nhiều những cái booth khác nhau. Với những thầy cô được Apple công nhận thì họ cũng đã có thời gian để chia sẻ cho các thầy cô khác về cách mà họ có thể giảng bài, cách mà họ có thể tạo nên một file trình chiếu thông qua những chiếc iPad, để trả lời cho câu hỏi là iPad có thể thay thế sách vở. Và điều này có đang diễn ra tại Việt Nam hay không thì chúng ta cần phải hiểu xem rằng vì sao mà nhiều trường họ lại lựa chọn iPad, và lý do vì sao chúng ta đưa ra quan điểm là iPad có thể thay thế được sách vở. Thứ nhất là bản thân những chiếc máy tính bảng bây giờ nó rất là gọn, nó rất là nhẹ. Trong cái thời đại chúng ta bây giờ thì bất cứ đâu chúng ta có thể kết nối được với Internet. Và bởi vậy khả năng để có thể kết nối đến với nguồn dữ liệu lớn nó dễ hơn bao giờ hết rồi. Tuy nhiên các bạn mua những cái cuốn ebook ở trên những cái phiên bản máy tính bảng như thế này giúp cho các thầy cô, các em học sinh, sinh viên được giảm bớt đi cái gánh nặng về ba lô, về cái số lượng sách mà các em mang trên vai. Thứ hai, iPad và những chiếc máy tính bảng khác bây giờ hoàn toàn có thể trở thành những dụng cụ học tập được. Với cái sự phát triển hiện tại thì những cái chiếc bút cảm ứng với những cái màn hình lớn thế này, và thậm chí chúng ta có cả những cái phụ kiện để các bạn biến một cái màn hình trơn này trở thành một cái tờ giấy giống như là những cái miếng paperline vậy. Không chỉ là vậy mà nó có thể làm cả một cái tờ giấy rất là lớn, thậm chí là vô hạn, để cho các bạn học sinh, các bạn sinh viên có thể làm cùng nhau những cái dự án qua đây. Và chúng ta đều có thể thấy rằng là với cái lý do thứ hai này thì iPad hay là những cái máy tính bảng hoàn toàn có thể thay thế được không những là dụng cụ học tập cá nhân mà còn có thể thay thế được dụng cụ học tập nhóm hay kể cả là những cái công trình nghiên cứu nhóm nữa. Thứ ba là tại sao lại là những chiếc máy tính bảng mà không phải là những chiếc laptop hay là những chiếc desktop có sẵn được đặt ở trên máy tính của những cái văn phòng. iPad và những cái dòng máy tính bảng chúng ta đang phát triển đến một cái mức độ gần như là vừa đủ tốt để có thể thay thế những chiếc máy tính văn phòng rồi. Và bởi vậy nên là cái quy trình bảo trì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Không chỉ là giảm bớt gánh nặng cho học sinh sinh viên khi họ bỏ những cái chiếc iPad này vào cặp, mà nó còn giảm bớt đi cái gánh nặng để cho nhà trường trong quá trình họ bảo trì nữa chứ đúng không? Và cuối cùng là cái điểm mạnh của riêng iPad nha. Mình có làm phỏng vấn với những thầy cô đến từ trường Khải Hoàn Nam Sài Gòn, bao gồm thầy David Parkin là hiệu trưởng chuyên môn, thầy Trần Hà Trọng Khiêm là giám đốc công nghệ thông tin của trường, và kèm theo cả cô Trang đến từ trường Ngôi Sao Hà Nội, thì cũng đã đều công nhận rằng là so sánh với nhiều dòng sản phẩm máy tính bảng khác đang có trên thị trường đến từ những hãng Android thì họ đều thấy là iPad đó là một cái dòng sản phẩm bền cho cả học sinh. Theo như thầy David Parkin ở trường Khải Hoàn Nam Sài Gòn
thì thầy cho rằng là có 3 lý do để ông trải bị iPad trong ngôi trường của mình. Đó là cái sự cơ động, các bạn có thể mang những chiếc iPad đến bất cứ đâu để có thể duy trì được học tập của mình và có thể kích thích được thêm khả năng sáng tạo của mình và có thể tương tác được nhiều phương thức khác nhau như là video, này, hình ảnh hay thậm chí là thực tế ảo. Thêm vào đó thì David Perkins cũng lựa chọn iPad để làm một cái phương tiện để giúp học sinh cộng tác và giao tiếp với nhau trong lớp học. Thực tế thì ở trường Khải Hoàn Nam Sài Gòn bây giờ ấy, thì iPad mới chỉ đóng một vai trò nhất định trong quá trình học tập mà thôi. Họ chưa muốn sử dụng iPad để thay thế hoàn toàn tất cả những cái quy trình học tập của những học sinh, những sinh viên của mình. Bởi vì đơn giản là họ muốn các em có thể có những cái tương tác với thế giới bên ngoài nữa. Tuy nhiên sau đó thì mình nhận ra rằng đó là bởi vì những chiếc iPad ở trường Khải Hoàn Nam Sài Gòn ấy, nó mới là những chiếc iPad 10 mà thôi, iPad Gen 10 các bạn. Và iPad Gen 10 thì vẫn đang có những cái rào cản về mặt phần cứng. Ví dụ như là nó không hỗ trợ bút Apple Pencil 2. Thì bây giờ các em làm sao mà vẽ đẹp được đúng không? Hay như là nó không có được những cái màn hình quá đẹp để các em có thể nhìn rõ những cái màu sắc dành cho những em nào có năng khiếu về hội họa. Tất nhiên một tương lai mà chúng ta có những cái dòng máy tính bảng có thể thay thế toàn bộ những cái dòng sản phẩm của chúng ta ấy, thì như mình nói nó cần phải có đầy đủ các tính năng. Bây giờ những cái trường như là Victoria South Sài Gòn School thì họ mới chỉ trang bị những con iPad Gen 10 là xịn sò lắm rồi. Và mặc dù mọi thứ bây giờ mới chỉ là ý tưởng thôi, nhưng mình nghĩ đây là một ý tưởng cũng khá táo bạo. Bởi vì như cá nhân mình sử dụng, ví dụ như con iPad Pro 12.9 của mình đi, cả những cái thao tác ở trên đây bao gồm kể cả là ghi chú, take note, làm việc đa dạng với những cái nội dung khác nhau cũng đều làm rất là tốt. Thực tế thì mình nghĩ là các bạn không cần phải mua lên cái phiên bản 12.9 đâu, vì cái phiên bản 11 inch thì bây giờ cũng chỉ có mức giá là 19.350.000 mà thôi, phiên bản 128GB. Đây là phiên bản Wi-Fi các bạn nha. Mức giá này thì mình đang tham khảo tại Di Động Việt. Ở đây thì sẽ có những cái ưu đãi sốc vào tháng 12. Sẽ có cái mức giá chỉ là 19.290.000 mà thôi. Tất nhiên là chương trình này sẽ còn kèm thêm quà tặng tối đa là 2 triệu, giảm thêm 500.000 nếu mà thanh toán qua OCB và nhiều những chương trình thu cũ lên đời. Trả góp 0%, mình sẽ để ở trong đường link ở phần comment nhé. Và nếu bạn nào mà xem thêm chi tiết thì có thể xem ở trong phần mô tả của mình. Và mình có đặt ngược lại một câu hỏi cho thầy cô là có thể cái việc mà các em học sinh chưa có thể lựa chọn và sử dụng hoàn toàn 100% iPad là bởi vì những cái dòng máy tính bảng này nó vẫn còn những cái hạn chế liên quan đến phần cứng. Liệu rằng có một bối cảnh nào khi mà khoa học công nghệ phát triển và khi đó việc sở hữu những chiếc iPad Pro để có thể thay thế hoàn toàn những cái quy trình ghi chú, ghi chép thì các thầy cô có nghĩ đến việc là sẽ thay thế hoàn toàn quy trình sử dụng ở trên lớp bằng những chiếc iPad thay vì những bộ sách giáo khoa hay không? Thì thầy hoàn toàn đồng ý với việc này. Và chúng ta thấy một điều rằng rõ ràng ở thời điểm bây giờ ấy, cái việc sử dụng iPad để học tập thực tế ra nó chỉ đang là một cái biện pháp tiến bộ hơn. Và rõ ràng là những chiếc iPad Gen của chúng ta thì vẫn chưa thể nào mà đáp ứng được 100% những khả năng đáp ứng viết vẽ y như giấy ngoài đời, sử dụng màn hình đẹp tuyệt như là những cái tấm nền mini LED ở trên chiếc iPad Pro 12.9 như thế này. Còn bối cảnh ở trong thời điểm tương lai để iPad có thể hoàn toàn thay thế được sách vở ấy, thì thầy hiệu trưởng chuyên môn rất yêu thích điều này, nhưng mà có lẽ nó còn phải là một thời gian rất rất dài nữa. Nhưng mà nói thế thì chẳng phải là chỉ có những trường quốc tế mới làm được điều này hay sao? Vì mình cũng đã có tham khảo thêm một thầy cô khác. Đây là cô hiệu trưởng của trường Ngôi Sao Hà Nội. Đây không phải là trường quốc tế. Với trường tư thục này thì trường không trang bị iPad 100% cho các em học sinh. Tuy nhiên rằng cũng đã có những lớp được thí điểm để sử dụng iPad trực tiếp rồi. Và với những cái lớp như thế này thì các thầy cô cũng phải là những người đã được đào tạo qua Apple Certified Teacher, chứng chỉ giáo viên Apple. Và với những cái chương trình thế này thì các em cũng sẽ được làm việc trên iPad, được học tập qua iPad. Khi các em học tiếng Anh thì sẽ có những hoạt động như là có thể lồng tiếng Anh cho nhân vật của mình, làm những cái dự án rất là lớn thông qua những cái ứng dụng như là Freeform. Mình nhớ lại một câu chuyện ấy, đó là khi mình còn nhỏ nhá. Một tuần thì mình chỉ có 2 tiết tin thôi. Và 2 tiết tin này thì mình sẽ học trên máy. Mình thì rất là thích khi mà học trên máy như thế này. Tuy nhiên là với chiếc iPad thì các em sẽ học nhiều hơn trong các môn học chứ không phải chỉ là tiết tin. Và mình có đặt ra một câu hỏi là liệu rằng nó có ảnh hưởng đến cái quy trình học tập cũng như là sử dụng sách giáo khoa của các em hay không? Thì theo như cô Trang có nói rằng là các thầy cô và các em học sinh rất hứng thú trong cái việc là sử dụng iPad. Họ sẽ sử dụng iPad để thay đổi bài giảng, để cho thêm những cái sự hứng thú, kích thích thêm trí tư duy của các em. Tất nhiên đây mới chỉ là hai trong số nhiều ngôi trường ở Việt Nam đã thí điểm sử dụng iPad. Không chỉ trong môn tin học mà còn nhiều những cái môn học khác ở trong cái chương trình giảng dạy của mình. Nếu chúng ta nghĩ đến một bối cảnh đó là chúng ta đến lớp học, chúng ta sử dụng những cái dòng sản phẩm thông minh, những cái máy tính bảng để có thể viết vẽ, làm việc trực tiếp lên đây thay thế cho toàn bộ sách vở, thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến điều này.
bởi vì mọi thứ nó đang xảy ra ở ngoài kia rồi. Theo như cá nhân mình nhận định thì để chúng ta có thể bước chân vào một cái lớp học của tương lai ấy, mà 100% sử dụng những cái dòng sản phẩm máy tính bảng nó rất là khó và có thể phải rơi vào khoảng 10 đến 20 năm nữa. Tuy nhiên cái việc mà những cái dòng sản phẩm công nghệ như là máy tính bảng hay là iPad nói riêng ấy có thể thay thế quy trình học tập để các em có thể có hứng thú hơn thì nó đang diễn ra rồi. Thì cái việc chúng ta mong chờ đến một ngày em nào cũng sẽ sử dụng máy tính bảng để học tập, để tương tác với các thầy cô và các bạn khác, nó sẽ là một tương lai rất là sáng và chắc chắn là nó sẽ xảy ra trong tương lai.